Ê, wow, trời ơi nhiều thế. Ui, bao nhiêu thế nhỉ? Ui, nhiều thế. Ui, em quay nhìn này. Nhìn này. Ui, nó nhảy ra ngoài anh ơi. Ui, nhảy ra ngoài thôi. Sợ không? Hey yo, what's up anh em? Chào mừng anh em đến với lại video. Và cho anh em xem cái thứ này. Dã man chưa anh em ơi? Đây này, bà coi ra đây. Đêm hôm qua là một trận mưa lịch sử anh em ạ, trận mưa gọi là kinh khủng biển luôn. Nước lên tận đây. Thường ngày là nước ở dưới cái bờ này mà bây giờ nó lên tận đây được. Bây giờ ngoài cái đồng là ngập lênh láng rồi. Thì đêm hôm qua mà tranh thủ cái lúc mà mưa kiểu mưa to ấy, mình có ra ngoài kia mình đặt một cái gọi là cái đánh dọn cá. Tại vì khi mà đánh dòng nước chảy ấy, dòng nước chảy từ trên ruộng xuống thì cá sẽ bơi ngược lại. Tại vì cá sẽ bơi ngược dòng nước mà. Nên mình đã đặt một cái dọn đấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ ra kiểm tra xem là hôm nay có được cái dính cái gì không. Và sau đó mình sẽ sửa sang lại và mình để thêm một ngày nữa nhá. Tại vì nước ở trên ruộng xuống bây giờ rất là nhiều luôn anh em ơi. Đi theo mình, đi. Trước khi vào video mong rằng anh em hãy đăng ký kênh cũng như ủng hộ cho lại vlog nhá. Đi. Đây là bà coi quay khung cảnh này. Cây cối rụng. Đây, à thế cầm theo cả cái này nữa. Ví dụ mà có chỗ đánh luôn nhỉ. Đây này. Đây là một cái dọ đánh cá của mình mà hồi trước mình còn làm video cho anh em xem này. Dọ đánh cá bằng nhựa này. Đây này anh em ơi. Ok đi. Đấy anh em có thể nhìn này. Sợ không? Ổi rụng đấy. Em nhìn này mưa. Cần như lũ nhỉ. Mưa như kiểu lũ anh em ạ. Ê có quay được cái chỗ ổi thối, ổi rụng kia không? Quá. Mưa như kiểu lũ anh em ạ. Chối đổ luôn à? Chối đổ rồi. Hôm qua nó đổ đâu mà. Chắc là đổ sáng sớm nay. Tối qua mưa to mà. Hôm qua mưa khủng khiếp luôn anh em ạ. Mưa u sổi. Mình ngồi trong nhà xem là cái nhà mình ở đằng chỗ nhà ăn này là mái tôn không. Tiếng nó to khủng khiếp luôn anh em ơi. Đây, mình tóng luôn lại. Con cuốn theo mình luôn. Ôi. Ổi rụng, ổi chín rụng. Ổi nhà mình ăn không kịp thế nào nó rụng nó bét tèn nhà. Ôi, ra xong. Cái ổi này nhiều thế nhỉ. Ừ. Đây này, vũng nước này. Ui. Chỗ này trước mình hay ở đây. Ê, còn cái nhà lâu lắm ra xem hay. Lâu lắm không ra xem cái nhà nhỉ. Ừ. Đây chỗ này trước hay làm video đây. Nồi đây, nồi gì nhỉ? Nồi dưới âm phủ đây rồi là tất cả mọi thứ ăn lẩu rồi làm nhà trên cây kia vẫn để kia. Ok anh em ơi, theo mình ra kia kiểm tra cái dọn cá nhá. Ui. Anh kiếm đâu cái dọ to đấy? Hỏng rồi anh em ơi. Hỏng rồi. Ê, wow, trời ơi nhiều thế. Ui, bao nhiêu thế nhỉ? Ui, nhiều thế. Ui, em quay nhìn này. Đâu? Nhìn này. Ui, nó nhảy ra ngoài anh ơi. Ui, nhảy ra ngoài thôi. Sợ không? Anh nhìn thấy chưa? Bảo quay gần cho bạn sao xem. Anh bảo hỏng rồi. Hỏng rồi là do là cái này của anh là bị. Ui. Ui, cá phi ra ngoài. Ui, sao anh biết ở đây nhiều cá mà anh chặn đây? Cá chấm thả này, anh em thấy chưa? Nhiều thế. Ui, cô xem được video này cô phải cảm ơn anh nhá. Ừ. Không cá chấm ra hết. Không cá chấm bay hết. Ừ. Ok anh em ơi, đây là cá chấm thả này anh em ơi. Cái này thì không bắt làm gì cả, mình bắt cá rô thôi. Ui nhưng mà nhiều nhỉ. Ừ. Nhiều con nó lên đây rồi này. Ừ. Anh em ạ. Nhiều con nó lên đây rồi. Khi nãy mình nhìn thấy ở đây động rất là nhiều luôn. Sao người ta lại để hỏng thế này? Hả? Sao không đắp vào mà lại để hở này? Tại vì cái này nó cũng hỏng rồi. Đấy, cũng được nhiều lên gì nữa. Nếu mà được cá rô thì anh cũng lấy nhưng mà. Cá chấm của cô. Nhiều chưa? Đây anh em ơi, mình sẽ đắp lại nhá. Mình đắp lại cho cái cá thả nó đỡ lên. Đấy anh em ơi, tại vì do cái này nó hỏng rồi thì mình cứ để thế này thôi. Mình để ngược lại thì khác gì là cho cá lên trên bờ đâu. Thế mình phải để ngược lại như thế này. Tại vì đầu này vẫn còn ok này. Thì mình sẽ để kiểu này để cho nó đi ngược vào đây xong nó nằm đây. Đây này, ui sờ đầy cá này. Đây, thấy chưa? Nhiều mà. Ui, nó nhảy lên rồi kia anh. Bắt vào. Em đoán chằm chằm ở vũng nước đấy nhiều lắm. Ui, mất hết cá rồi. Khả năng phải ấy rồi. Ui sổi ôi. Gì? Nó đục đường ở dưới này. Nó đục một đường ở dưới này. Thế chứng tỏ ao này ra hết cá. Thì ra nhiều cá lắm rồi đấy. Em thấy nó ra ruộng nhiều mà. Nó ra ruộng nó có sống được đâu nhỉ. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ sửa sang lại này một chút. Mình cho anh em xem lại lần nữa nhá. Cá này, đây này. Thấy chưa? Toàn cá chấm thôi. Thì mình sẽ. Đấy. Thì mình sẽ sửa sang lại này để cho nó không bị cá nó lên trên ruộng. Xong là mình sẽ cầm cái này. Mình lên trên ngược trên đầu kia, mình sẽ đánh ở trên kia nha anh em ơi. Trên đầu kia là cũng có một lẻ nó rơi xuống thì mình sẽ đánh ở trên đấy. Đấy là đánh ở trên đấy để bắt cá, còn chỗ này là chỉ để chặn thôi. Chặn để không cho cá lên ruộng thôi. Ok anh em ơi, nhiều nhá. Úi giời, nhìn này. Ừ, thế anh đổ vào đi. Đây này, nhìn này. Biết rồi. Nhiều thế, giá kém mà được cá chấm thì cá rô thì ngon nhỉ, cá rô đồng ấy. Ừ. Ok. Anh đổ vào ao đi. Thôi bây giờ mà bỏ ra là nó phi hết lên ruộng. Đây này. Con này phi lên từ đêm hôm qua giờ chết này.
Em thấy phi không? Chắc tí mình đi vòng quanh ao kiểu gì cũng có các rô rạch đấy nhở. Con này phi lên từ đêm hôm qua là bây giờ là chết luôn đây này. Phí đấy. Ok anh em ơi, đây. Đây là cái chỗ mà lần ở video lần trước, cái trận mưa lần trước mình đã làm một video đánh ở đây rồi. Cũng chính bằng cái này mình đánh được một con sộp rất là to, nhưng mà kiểu dạng là con sộp không oxy thở thì là chết. Thì bây giờ mình sẽ đánh lại đây nhá, tại vì cái ruộng này này, cái ruộng này hiện tại trong cái ruộng này rất là nhiều cá chấm của nhà mình nó sổng lên anh em ạ. Đấy, khi nãy ở kia mình đã cho anh em xem rồi, rất là nhiều con nó phi lên. Đấy thì bây giờ mình sẽ đánh ở đây với hy vọng là sẽ đánh lại được những con cá chấm đấy, đồng thời là đánh được những cái con cá rô. Thì trong ruộng này chắc chắn rất là nhiều cá rô đồng đấy anh em ạ. Ok. Mình đặt đây một cái nhá. Lần trước anh đã đánh đây rồi mà. Đấy, cho nó to nước lên tí. Được chưa? Tầm này nhỉ? Hay là sâu xuống thì nữa. Tầm này sợ cá nó không lên được đấy. Đấy, tầm này sợ đây, đến này thì cá mới lên được. Đây, em quay gần cho bạn xem này. Đây. Nó phải thoải thoải, cái này thì cá nó mới dễ lên. Đấy, cá lên thì nó mới vào đây được, hiểu không? Rồi. Này để thoải ra nó mới lên được. Thế nhá, bây giờ mình sẽ đi vào và tí nữa mình sẽ ra kiểm tra lại cái hai cái giỏ đánh này cho anh em xem có được con gì không nhá anh em ơi. Đi, nắng quá, bây giờ vào nghỉ ngơi tí đi. Không có gì cho nó ăn nhỉ? Có đấy. Đây này, quay cho bạn xem. Ê, cái nhà của nó bên trong anh vứt ra rồi à? Ừ, bỏ ra để cho nó nằm ngoài rồi. Con này sắp thay da đấy. Tại sao cho nằm ngoài? Con này sắp thay da, nhìn cái màu da của nó bạc bạc không? Ừ. Quay gần cho bạn xem đấy. Màu da nó bạc bạc, đây để mở nắp ra cho các bạn xem nhìn rõ. Nó đi đấy. Không sợ. Đây này. Cái con này theo anh ra ngoài ruộng xong bây giờ về ướt sũng. Tắm cho nó đi. Đấy anh em thấy chưa? Đây là con tắc kè của mình này. Con này sắp thay da rồi, cái da của nó đang màu đang bạc bạc này. Hôm nào nó thay da là nó tự cắn da của nó đấy. Giống rẻ rẻ nhờ, giống con rẻ nhờ. Sáng nay dậy tự nhiên thấy nó kiểu da màu da khác khác, nó không được tươi. Tự cắn da á? Ừ, nó cắn. Kiểu tự lột da đấy, con này là con loại bò sát mà, nó sẽ thay da giống như rắn đấy. Để làm gì? Thay da, nó là thế mà bò sát nó sẽ tự đào thải cái da ngoài của nó. Hiểu không? Thay da cứng à? Ừ. Đấy, thấy chưa? Nhìn mắt nó kìa. Ui. Ui dồi, cá nhà mình lên này anh em ơi. Sao lên ui, tận nhiều đây? Nhiều lắm. Lên được. Anh thấy nó nhúc 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 trong đây này. Đấy. Ui nhiều lắm anh em ơi. Quả này khi mà nước rút thì ra đây mò có một đầy cá, toàn cá chấm con thôi. Đấy. Nó lên nhiều lắm, anh em có nghe thấy tiếng không? Ui. Thì không biết bao nhiêu cá nhưng mình lên đây cho vừa. Thế này thì nước vẫn còn xuống rất là nhiều này anh em ơi. Đây này, bà còn quay cho các bạn xem này. Đấy, nước ruộng xuống rất là nhiều. Nó như một cái ống đấy, em quay sát cho các bạn xem. Đây. Nhìn thấy mà. Cái này chỗ này đẹp, nhìn này. Như nhìn kiểu thấy. Ống nước xả nhỉ. Nhìn thấy. Đấy, nước còn xuống rất là nhiều. Thế thì ở đây còn rất là nhiều. Để xem trong đây còn nhiều cá không nha anh em ơi. Đấy. Nhiều lắm anh ạ. Ok anh em ơi, để mình kiểm tra xem nào. Hiện tại bây giờ là khoảng 2 giờ chiều, 3 giờ chiều rồi. Mình kiểm tra một lần xong là đến tối mình lại kiểm tra một lần nữa cho anh em xem nhá. Đấy thế nên là để xem được con gì không. Ui anh em nghe gì không? Đấy. Em cá. Nghe gì không? Có. Lọc sọc cá này. Để xem nào. Ở đây mà nó cũng vào nhỉ? Vào chứ, đánh kiểu này vào chứ. Nếu mà cái này mà nó to nó còn vào nhiều nữa. Ấy. Cái gì? Được 3 con xít rất là to. Xít cò này. Đấy. Ui. À đây là xít nai anh em ơi. Bà quay cho bạn xem này. Đấy, được 3 con, 4 con rất là to. Ok, mình sẽ cầm về nhá. Cuốn đi ra cuốn này. Cuốn nó cứ dẫn vào chân mình. Đấy, buộc. Ui chật chật. Rồi. Một con, hai con. Ê đen không? Đánh kiểu gì tí nó lại vào. Tin chắc là đến tối mát kiểu gì em tin là cá chấm ở ruộng lên con nó sẽ vào thì em tin không? Ừ. Tối mát là cá chấm với cá rô nó sẽ đi ăn, nó sẽ vào, chắc chắn luôn. Đi, mình về kia mình bắt cái con cá ấy đi. Bắt mấy cái. Bực cá mình. 4 con tuột sạch. Tí kiểu gì cũng có. Nhưng mấy con này nó không có thịt. Mình hy vọng là bắt được mấy con cá rô với cả cá sộp, mấy cả cá chuối. Đêm nay chúng nó sẽ đi ăn. Vẫn lên.
Ok anh em ơi, thì hôm nay là ngày ngày đến hôm sau rồi. Thì tối hôm qua cũng mưa rất là to. Ấy nhưng mà nước thì bây giờ bắt đầu rút xuống rất là nhiều rồi. Thì là theo như cái tập tính của nó đấy thì mình sẽ để như thế này này. Và đến khi nó cạn nước thì nó tự rút xuống. Đây, bạn nhìn. Đây. Tức là cá ở trong đây là cũng không còn rồi, thì bây giờ nó sẽ rút ngược lại đầu này. Tức là cá lên không được nữa mà chỉ có cá rút xuống thôi. Để xem luôn ạ. Trong đây còn con nào không? Vẫn còn. Vẫn lọc sọc trong đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ để đây. Mình sẽ thử nhìn xem là bên trong kia còn con nào không nhỉ. Đấy, thấy chưa? Vẫn còn đấy. Ôi rồi ôi. Chắc là cái ruộng nhà này người ta đắp nẻ vào rồi anh em ạ. Đen đấy nhỉ. Mình tháo lên à? Ừ. Ô, vẫn được con cá xít. Anh nghe gì không? Vẫn được vài con cá xít thôi. Đó, chắc là cái ruộng này là ruộng nhà người ta không muốn tháo nước xuống, người ta đắp lẻ rồi. Ok anh em. Thì quá đen đủi, đánh rọ quá đen đủi. Thế là mình tiện thể mình đưa các bạn ra đây thăm cái rọ cua của mình luôn. Thì rất là nhiều video mình làm cái bẫy cua đây rồi. Thì không biết là hôm qua là mưa đọng nước thì là có cua vào không. Đây. Đây cái giỏ của mình đây. Xem nào. À. Được rồi, được một con cá chết. Được một con cá chết rồi. Đen đấy nhờ, khả năng hôm qua là mưa đọng nên là cua không đi ăn rồi. Đấy, cái này mình đặt từ chiều tối hôm qua. Xem cái giỏ này này, giỏ này cũng không khả thi cho lắm. Ui, giỏ này hết luôn này. Ui, được một con bọ nước. Cái giọ này là cái mồi của mình là nó ăn hết sạch luôn. Sạch sẽ luôn. Ừ, cắm đây thôi, khi nào cho thêm mồi sau. Đâu xem nào. À, cái này được một con cua con. Được mỗi con cua con thôi anh em ạ. Thôi kệ, cứ cắm đây. Ok anh em ơi, thì qua đây mình chia sẻ cho anh em xem là nhờ, đánh cá mùa mưa, mùa lũ nó như thế nào ấy. Thực sự là nếu mà khi mà mùa mưa ấy, nước từ trên ruộng chảy xuống thì cá nó chảy ngược lên rất là nhiều. Nếu vào đầu mùa thì mình còn đi nhặt cá rô rạch đầu mùa được cơ anh em ơi. Ok thì video mình xem cái đây và cảm ơn đã xem video và hẹn anh video lần sau nhá. Bye bye.